từng là mẫu xe sang trọng chuyên dụng của giới bồ điệu, Cadillac Escalade 2022 đã có sự trở lại sau 20 năm. Với phiên bản mới nhất, Cadillac Escalade 2022 được xem như một mẫu SUV quái thú, sang trọng, đổi mới từ ngoại hình đến nội thất. Cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin chi tiết của siêu xe này trong bài viết hôm nay. Hãng độ lát T Design đã thiết kế riêng cho chiếc SUV cỡ lớn Cadillac bộ body kit làm từ sợi carbon. Thế hệ mới của dòng xe này có những thay đổi rõ rệt so với đời xe trước, nhưng vẫn tiếp tục kế thừa hình dáng cao lớn đặc trưng. Lát T Design đã thiết kế riêng cho Escalade bộ body kit có tông màu tối. Gói đồ có tên gọi SKT mang đến cho mẫu SUV sang trọng một vẻ ngoài hầm hố, cá tính hơn trước. Phiên bản 2022, xe sở hữu kích thước dài nhân rộng, nhân cao lần lượt là 5.382 x 2059 x 1.948mm. Còn Escalade EV sở hữu chiều dài lớn hơn với 5.766mm. Lưới tản nhiệt phía trước được bọc thêm các chi tiết thanh ngang, ốp vòm bánh xe cũng được làm từ sợi carbon. Gây chú ý ở ngoại thất là bộ vành 24 inch đa chấu, tuy không bóng bẩy như bộ vành nguyên bản 22 inch, nhưng bộ vành mới rất hợp với kiểu dáng cao lớn của Cadillac Escalade. Những thay đổi tiếp tục diễn ra ở phía sau với một cánh nước gió lớn, một phần trang trí mới trên cửa sau, bộ phách tán táo bạo và các đầu ống xả thủ riêng. Làm tròn các nâng cấp là ốp gương cửa bằng sợi carbon, bộ la dăng 24 inch và các huy hiệu lát T Design ở thân xe. Hãng độ cho biết họ mất khoảng 6 giờ để lắp đặt gói phụ kiện SKT cho Cadillac Escalade thế hệ mới nhất. Chiếc trong bài đã được bổ sung dàn đèn LED đầy màu sắc bên ngoài khiến chiếc SUV trở nên vô cùng nổi bật. Khu vực bên trong của Cadillac Escalade 2022 được đầu tư kỹ lưỡng với nhiều công nghệ hiện đại. Ngoài ra, không gian nội thất cũng được tối ưu rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng của phân khúc cao cấp. Ở khu vực khoang lái, chắc hẳn nhiều khách hàng sẽ phải choáng ngợp bởi những trang bị công nghệ dày đặc. Nổi bật trong số đó là màn hình công OLED lên tới 38 inch với độ phân giải 4K. Đây được xem là màn hình OLED có độ phân giải và giải màu cao nhất trong thế giới ô tô. Ngoài ra, khu vực lái còn được trang bị thêm nhiều tiện ích thú vị. Khu vực táp lô được bao phủ bởi chất liệu da cao cấp và gỗ bóng bẩy, đem lại hiệu ứng sang trọng cho không gian. Loại vô lăng được sử dụng trên xe là loại vô lăng 3 chấu, không chỉ bọc da cao cấp, mà còn mạ viền chrome sáng bóng theo hình chữ V cách điệu từ Victory. Về khoang hành khách, nổi tiếng là mẫu xe được giới giàu có và nghệ sĩ ưa chuộng, nên khoang hành khách trên xe cũng được hãng đầu tư mạnh tay. Hàng ghế thứ hai trên xe được thiết kế độc lập theo hàng thương gia với chỗ để tay riêng. Ngoài ra, trong hành trình di chuyển, hành khách cũng có thể giải trí nhờ màn hình 12,6 inch được trang bị ngay vị trí tựa của hàng ghế đầu tiên. Tại khoang hành lý, xe Cadillac Escalade 2022 được trang bị khung gầm cao kết hợp với hệ thống treo mới, từ đó mở rộng khoang hành lý tới 68%, đạt thể tích 722 lít. Ngoài ra, khi gập hàng ghế sau, thể tích này còn có thể tăng lên đến 3.089 lít vô cùng rộng rãi. Theo công bố từ hãng, Cadillac Escalade 2022 được trang bị hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ V8 6.2 lít của GM có khả năng sản sinh công suất 420 mã lực, mô men xoắn 623 nm. Thứ hai là động cơ diesel i6 3.0 lít cho công suất 277 mã lực, mô men xoắn cũng 623 nm tương tự V8. Hai loại động cơ này đều được trang bị thêm hộp số tự động 10 cấp để nâng cao khả năng vận hành. Nhờ khối động cơ khỏe, cùng trang bị hệ thống giảm chấn từ trường Magnetic Drive Control, Cadillac Escalade 2022 cho khả năng vận hành êm ái, ổn định. Mức độ thoải mái được nâng cao đem đến cho khách hàng những chuyến đi đầy hứng khởi. Cùng với đó, để nâng cao khả năng vận hành, Cadillac còn trang bị cho mẫu xe của mình hệ thống treo khí nén thích ứng Air-Ride Adaptive Suspension. Từ đó xe có khả năng hạ độ cao thân xe tối đa 51mm và tự động điều chỉnh mức tải khi di chuyển. Khả năng off-road của xe cũng được đánh giá cao khi được hỗ trợ bởi hệ thống treo và khóa vi sai điện tử. Do đó, lực kéo của xe khi vượt qua những địa hình lầy lội được nâng cao nhiều lần. Cadillac Escalade 2022 hiện đang là mẫu SUV full size đầu tiên có chế độ lái rảnh tay nhờ sự trợ giúp của công nghệ hỗ trợ người lái Super Cruiser. Tính năng này sẽ giúp ích rất nhiều khi di chuyển ở những đoạn đường cao tốc, đại lộ. Nhờ có Super Cruiser, xe còn có thể tích hợp dữ liệu bản đồ LiDAR, nâng cấp khả năng định vị GPS, kết hợp với camera và cảm biến radar. Xe sẽ tự vẽ ra bản đồ ảo về thế giới xung quanh xe, từ đó đề xuất những can thiệp hay cảnh báo kịp thời khi phát hiện những vấn đề bất chắc. Cùng với đó, Cadillac Escalade 2022 còn sở hữu những tính năng an toàn độc đáo khó có thể bỏ qua như camera 360 hay hệ thống phát hiện người đi bộ buổi đêm nhờ công nghệ hồng ngoại.
Trong lần trở lại lần này, có vẻ như Cadillac Escalade 2022 đủ sức để cạnh tranh với đối thủ đến từ nước Đức khi sở hữu hàng loạt những công nghệ và đổi mới đắt giá. Hứa hẹn Cadillac Escalade 2022 sẽ giúp Cadillac tìm lại hào quang khi xưa.